Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong bài tiếp theo trong chuyên đề dao động cơ của chúng ta. Đó là những cái dạng bài cơ sở về phương trình dao động của vật, hay nói khác là phương trình dao động lý độ x của vật. Đấy, thì chúng ta sẽ có một số cái bài toán cơ sở mà chúng ta cần nghiên cứu. Thầy sẽ chia làm hai phần, chứ học trong một phần thì nó hơi bị dài nhá. Thì dạng bài đầu tiên mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở đây đó là đọc đồ thị viết phương trình dao động. Nói chung tất cả mọi cái dạng bài này của chúng ta là đều sử dụng hai công cụ mà buổi trước chúng ta được học, đó là pha và trạng thái dao động, và công cụ thứ hai đó là trục phân bố thời gian. Được chưa? Bài trước hai công cụ đó là rất quan trọng và áp dụng cho toàn bộ các bài, các cái dạng bài mà chúng ta nghiên cứu ở hai bài tiếp theo ở đây nhá. Thế thì dạng bài đầu tiên này của chúng ta có tên là đọc đồ thị viết phương trình dao động. Ví dụ người ta cho chúng ta đồ thị của một vật dao động điều hòa x theo t, đúng không? Có dạng đồ thị như thế này, và người ta yêu cầu chúng ta viết phương trình dao động của vật. Đấy. Thế thì chúng ta biết phương trình dao động của vật có dạng chuẩn tắc đó là x bằng a cos omega t cộng phi, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta cần xác định a omega và phi. Thế thì ở đây chúng ta nhìn vào đồ thị chúng ta mới thấy rằng là vật của chúng ta nó có biên dương là 4 và biên âm là -4, đúng không? Vật của chúng ta cứ dao động như này này. Đấy. Có nghĩa cái trục t nó kéo dài, nó làm cho cái đồ thị chúng ta nó bị giãn ra thôi. Còn thực ra vật của chúng ta đang dao động này, lên trên này xuống dưới, rồi lên trên xuống dưới, cứ như thế, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta mới thấy rằng nhìn vào đồ thị chúng ta xác định được ngay biên độ a bằng 4, đúng không? Nhìn đồ thị. Cái thứ hai mà chúng ta xác định được từ đồ thị luôn đó là pha ban đầu. Đấy, pha ban đầu là chúng ta phải dựa vào t bằng 0, đúng không? Dựa vào thời điểm t bằng 0, và bài này chúng ta thấy là t bằng 0, đồ thị cho chúng ta biết trạng thái của vật luôn. Vật đang ở vị trí 2 cm. Chúng ta quay nghiêng cái đầu ra, quay nghiêng đầu ra, và chúng ta thấy rằng vật của chúng ta đang ở vị trí a trên 2, 2 cm, và đang đi theo chiều gì đấy? Chiều dương. Đồ thị chúng ta leo lên, có nghĩa là vật của chúng ta bắt đầu đi về biên dương, rồi xuống biên âm, rồi về vị trí bằng. Được chưa? Đấy, vân vân. Thì đấy là quy trình dao động của vật. Và chúng ta thấy rằng là t bằng 0, vật ở vị trí x bằng a trên 2 và đi theo chiều dương. Do đó mà pha dao động ứng với cái trạng thái như thế này. Bài học trước chúng ta biết rồi, vật ở a trên 2, vật ở a trên 2 và đi theo chiều dương thì chúng ta phải lấy pha âm. Suy ra pha ban đầu, pha tại t bằng 0 là bằng -pi chia cho 3, đúng không? Vậy là ok. Bây giờ chúng ta xác định omega nữa là xong. Muốn xác định omega thì dĩ nhiên chúng ta phải dựa vào cái trục t, cái trục diễn biến thời gian dao động của vật. Chúng ta thấy là từ t bằng 0 cho tới 11 giây, từ t bằng 0 cho tới 11 giây thì vật của chúng ta đã thực hiện dao động như thế nào? Vật của chúng ta từ vị trí a trên 2 tiến tới vị trí cân bằng đi theo chiều dương, xin lỗi, đi theo chiều dương tiến tới vị trí biên dương, rồi quay về vị trí cân bằng, rồi đến biên âm, rồi từ biên âm lại trở lại vị trí cân bằng, đúng không? Đó là diễn biến dao động của vật trong 11 giây. Vậy chúng ta mới thấy rằng là trong khoảng thời gian 11 giây, thì vật của chúng ta nó đã diễn biến dao động như sau. Đi từ a trên 2 đến biên dương a, từ 2 tới 4 cm. Theo trục phân bố thời gian là t trên 6, đúng không? Chắc hẳn em còn nhớ, đúng không? Cộng với từ biên dương, đấy, từ đây này là t trên 6, đoạn nhỏ nhỏ này, đúng không? Từ a trên 2 về biên dương mà, từ biên dương về biên âm, t trên 2, đúng không? Cả đoạn dài là t chia cho 2. Đấy. Vật lại dao động từ biên âm về vị trí cân bằng t chia 4. Do đó mà chúng ta sẽ có đây là t chia 6 cộng t chia 2 cộng với t chia 4. Đấy. Và chúng ta có được omega ở đây là bằng, từ đây suy ra, muốn có được omega chúng ta suy ra t trước đi. T của chúng ta ở đây là bằng bằng 12 giây à? 12 giây. Đúng không? T trên 2 của T của, đúng rồi, T của chúng ta 12 giây, và chúng ta sẽ suy ra omega bằng pi trên 6. Đấy. Và rõ ràng phương trình này chúng ta đã xác định được bằng bao nhiêu? 4 cos của omega bằng pi chia 6 T, đúng không? Trừ đi pi trên 3. Đó. Vậy là chúng ta đã nhìn vào đồ thị và chúng ta đã viết được phương trình dao động
của đồ thị đấy, đúng không? Thầy nhắc lại, đó là đầu tiên chúng ta xác định biên, nhìn vào đồ thị là có ngay biên. Sau đó chúng ta xác định pha ban đầu, đấy, nhìn vào t bằng 0, gióng lên. Đây, tại t bằng 0 thì đồ thị vật đang đây, đúng không? Trong bài này là đây, nhiều bài khác thì chúng ta phải xem. Đấy, và vật của chúng ta nó đang diễn biến là đi theo chiều dương. Nếu như đồ thị chúng ta nó leo lên này thì vật đang đi theo chiều dương. Còn nếu như mà gặp cái đồ thị mà nó dốc xuống thì vật đang đi theo chiều âm, rất là bình thường, đúng không? Đấy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ xác định omega là thông số sau cùng. Sau cùng. Thông qua chúng ta xác định chu kỳ T. Mà muốn xác định T thì chúng ta phải xem diễn biến dao động của vật từ T bằng 0 tới một cái thời điểm nào đấy người ta đánh dấu trên cái trục thời gian của chúng ta. Và chúng ta sẽ định xác định được T và sẽ xác định được omega. Ok không? Vậy là xong về dạng bài đọc đồ thị. Còn rất nhiều loại đồ thị nữa. Trong những chuyên đề khác mà chúng ta sẽ phải đọc thì nó đọc giống hệt như ở đây. Và các em nên làm tất cả các bài tập tự luyện về cái phần đọc đồ thị này và chúng ta sẽ hiểu được ngay. Phần này thầy chỉ làm đúng một ví dụ thôi nhá. Chúng ta chuyển tới dạng bài số 2. Đó là dạng bài toán về sự lặp lại trạng thái, xác định thời điểm lặp lại trạng thái của vật dao động của chúng ta. Chúng ta tiếp tục đến với dạng bài số 2. Đó là chúng ta phải đi xác định cái thời điểm mà vật của chúng ta nó lặp lại một cái trạng thái gì đấy lần thứ bao nhiêu đấy người ta hỏi. Đấy. Thì cái dạng bài này là chúng ta hình như là đã được, hình như là làm rồi ở bài học trước khi mà chúng ta nghiên cứu một số bài toán cơ bản về trục phân bố thời gian này, đúng không? Chúng ta đã từng gặp cái bài đó là kể từ t bằng 0. Đấy, vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ hai ở thời điểm nào? Đấy, vật cách vị trí cân bằng .. Đấy, lần thứ 4 ở thời điểm nào, vân vân, chúng ta đã làm rồi, đúng không? Tuy nhiên cái số lần ở trong cái dạng bài này của chúng ta sẽ nghiên cứu là nó quá nhiều, nó quá lớn. Ví dụ như là số lần giờ người ta liệt kê là cái năm nay thi chẳng hạn, 2016-2017. Đấy, 2016. Vậy thì chúng ta có làm như các cái ví dụ ở bài học trước hay không? Chúng ta không thể làm như thế được. Chúng ta không có thời gian để mà vẽ cái diễn biến dao động của vật để đi qua cái vị trí mà người ta yêu cầu ấy, đúng lần 2016 được. Vẽ như thế thì đúng đến mù quýt không xong, đúng không? Không thể xong được. Và chúng ta phải lợi dụng một tính chất, đó là hãy xem trong một chu kỳ thì vật của chúng ta nó đã đi qua cái trạng thái mà người ta kể đấy bao nhiêu lần. Và chúng ta lợi dụng cái đấy bởi vì khi vật thực hiện một dao động toàn phần, một chu kỳ, thì vật lại quay lại trạng thái tại thời điểm mà chúng ta kể, thời điểm ban đầu, nếu như là thời điểm người ta kể là t bằng 0, vân vân, đúng không? Thế nên chúng ta sẽ lợi dụng cái tính chất đấy để mà chúng ta sẽ xử lý cái dạng bài như vậy này, được không nhỉ? Thế thì để cho các em hiểu rõ hơn thì trước khi mà các em bước vào chú ý vào các ví dụ này thì các em có thể pau lại, dừng hình, đọc một chút về cái lời giải tổng quát của dạng bài này trong tài liệu của chúng ta trước nhá. Rồi bắt đầu chúng ta mới xem thầy hướng dẫn các ví dụ ở đây. Chắc chắn là sau khi xem xong các cái ví dụ thầy hướng dẫn ở đây, các em sẽ hiểu bài ngay và các em có thể làm tất cả mọi bài tập tự luyện phần dưới nhá. Thế ở đây chúng ta có ví dụ 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 8 cos 4 pi t cộng 2 pi trên 3 cm trên trục OX, ý A kể từ t bằng 0 vật qua li độ x bằng 4 cm theo chiều dương, có nghĩa là A trên 2 theo chiều dương, lần thứ 1999 ở thời điểm nào. Các em có thể để ý rằng là trong cái phương pháp giải tổng quát của chúng ta, để cho chúng ta tuân theo một cái quy định, một cái thứ tự mà thầy mong muốn các em hướng tới, thì thầy đưa ra phương pháp giải tổng quát. Còn thực ra các em có thể chú ý ngay các ví dụ đây cũng có thể hiểu được ngay nhá. Đầu tiên là dĩ nhiên chúng ta sẽ phải xác định trạng thái tại thời điểm t bằng 0. Tại t bằng 0 thì vật có pha ban đầu bằng 2π/3, đúng không? Và do đó vật của chúng ta ở vị trí trừ a trên 2, pha dương, thế nên là đi theo chiều âm, đúng không? Đấy, t bằng 0, vật ở vị trí trừ a trên 2 và đi theo chiều âm. Bây giờ chúng ta cần xác định thời điểm vật đi qua vị trí x bằng 4cm theo chiều dương, có nghĩa là a trên 2 theo chiều dương, lần thứ 1999 ở thời điểm nào. Chúng ta hãy vẽ trục phân bố ra. Thực ra là trục OX thôi, đúng không? Rồi chúng ta vẽ diễn biến dao động của vật. Ô. Đấy, đây là biên dương. Và đây là biên âm. Trừ A X dương. Được chưa nhỉ?
Tại t bằng 0, vật ở vị trí trừ 2 cm, chúng ta đánh dấu vào trừ 2 cm đây. Đúng không? À xin lỗi, trừ a trên 2. Trừ a trên 2 theo chiều âm. Trừ a trên 2. Đây, các em đánh dấu vào đây. T bằng 0, vật ở vị trí trừ a trên 2 và đi theo chiều âm. Bây giờ cái trạng thái mà chúng ta mong muốn vật đi qua đó là vị trí a trên 2 theo chiều dương. Đây, vị trí a trên 2 đây. Đấy, theo chiều dương là vật phải đi qua đây và đi theo chiều sang bên phải. Đấy, trạng thái chúng ta cần này. Thế bây giờ các em không thể vẽ, không thể vẽ diễn biến dao động của vật nó đi qua đúng cái trạng thái này lần thứ 1999 được, không bao giờ xong được, đúng không? Chúng ta phải lợi dụng cái tính chất đó là cứ một chu kỳ dao động, một chu kỳ dao động như thế này. Đấy, vật từ trừ a trên 2 tới biên âm, rồi từ biên âm tới biên dương, rồi từ biên dương lại quay về cái vị trí trừ a trên 2 và tiếp tục đi theo chiều âm. Đây là một chu kỳ dao động, đúng không? Đấy, thầy đánh nét mờ để cho chúng ta thấy đấy, một chu kỳ dao động như vậy. Và chúng ta thấy rằng là vật đi qua trạng thái này mấy lần? À, một lần thôi. Đây, cái trạng thái vật đi qua ở chỗ này, một lần, đúng không? Còn cũng đi qua vị trí a trên 2 ở bên trên này nhưng mà lại đi theo chiều âm mất, không tính như đấy. Thế nên chúng ta kết luận trong một chu kỳ dao động thì vật đi qua cái trạng thái trong bài này là một lần. Do đó bước làm tiếp theo của chúng ta sẽ là tách, số lần 1999 theo bài toán tổng quát của chúng ta sẽ là số lần chia hết cho chúng ta sẽ tách thành một cái số chia hết cho cái số lần mà nó đi qua trong một chu kỳ gần nhất, đúng không? Ở đây chúng ta thấy là mỗi một chu kỳ nó đi qua trạng thái này một lần, thế nên chúng ta phải tách thành số chia hết cho một gần nhất. Dĩ nhiên số chia hết cho một gần nhất là không lấy chính số đó nhé, không lấy 1999, mà đó là số 1998 cộng với 1, đúng không? Rất là hình thức thôi, nhưng mà đây là phương pháp làm của chúng ta. Và từ đây chúng ta suy ra là cái khoảng thời gian mà vật cần thực hiện delta t sẽ là bằng, dĩ nhiên để đi được 1998 lần đầu tiên thì chúng ta chỉ cần 1998 chu kỳ, cứ mỗi một chu kỳ là đi qua một lần, đúng không? Vậy vật lại quay lại trạng thái tại thời điểm chúng ta kể, t bằng 0, trừ a trên 2 đi theo chiều âm. Bây giờ là cần đi thêm một lần nữa để đủ 1999 lần. Vậy thì vật sẽ đi như này. Chúng ta tô đậm. Đúng chưa? Đấy, vật sẽ đi đây. Và dĩ nhiên theo trục phân bố thời gian chúng ta thấy đây là t trên 6. Đó. Và từ biên âm về đến a trên 2 là t trên 3. Do đó một khoảng thời gian delta t kể từ t bằng 0 mà vật thực hiện được số lần mà bài yêu cầu sẽ là 1998 t để đi được 1998 lần đầu tiên. Cộng thêm một lần nữa là phức tạp hơn, t chia cho 6 cộng với t chia 3. Đúng chưa? Đấy, và các em tính t ra, t trong bài này là bằng 0,5 giây. Đúng không? Và chúng ta sẽ tính được khoảng thời gian này. Và bài hỏi chúng ta thời điểm, cái thời điểm mà đúng cái lúc lần 1999, lần cuối cùng này sẽ là bao nhiêu? Thì sẽ là thời điểm chúng ta kể cộng với khoảng thời gian mà vật cần để thực hiện delta t. Và rất may trong bài này là t người ta cho bằng 0 rồi. Thế nên nhiều bạn mà làm quá nhanh, quá ẩu, kết luận luôn cái khoảng thời gian delta t này thì vẫn đúng, đúng không? Đấy là chẳng may thôi. Còn nếu như thời điểm người ta kể mà khác 0 là các em đã sai rồi đấy. Nếu như lấy delta t này luôn. Đây không phải là thời điểm, nhớ chưa? Mà phải cộng thêm thời điểm chúng ta kể nữa. Và may mắn bài này là t bằng 0, thời điểm chúng ta kể. Đấy, và các em tự tính ra cho thầy nhá. Đấy, tính ra. Và chúng ta thấy rằng tại sao mà không tách thành 1999 luôn? À, bởi vì rằng là cái lần cuối cùng này không cần thiết đi một chu kỳ. Đúng không? Thế nên chúng ta phải để nó dư ra. Chúng ta sẽ tách thành số chia hết cho số lần trong một chu kỳ nó đi qua trạng thái đó, nhưng không lấy chính cái số lần mà yêu cầu. Được chưa? Gần nhất thôi. Rồi, ok. Chúng ta tiếp tục tới ví dụ 1 nhưng mà ý B. Đó là kể từ T bằng 1/3 giây thì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2017 ở thời điểm nào? Phương pháp làm của chúng ta là y hệt. Thời điểm kể ở đây là T bằng 1/3 giây. Vậy chúng ta phải xem tại T bằng 1/3 giây vật có trạng thái dao động như nào để chúng ta quan sát được cái sự diễn biến dao động của vật
tiếp theo, đúng không? Thì muốn làm được thì chúng ta phải xác định pha dao động của vật tại 1/3 giây. Pha dao động của vật tại 1/3 giây sẽ là bằng 4π nhân với t, 1/3 4π chia 3 cộng với 2π chia cho 3. Và chúng ta thấy đây, ở đây là ra 6π chia 3 là 2π luôn, đúng không? Nghĩa là trùng với pha bằng 0. Với pha dao động là 0 thì vật của chúng ta đang ở biên dương, đúng không? Đang ở biên dương x bằng a. Và chúng ta sẽ kẻ cái diễn biến dao động của vật trong bài này. Chúng ta có đây vị trí cân bằng O này. Đó, chúng ta có đây biên âm này. Trừ a, đúng không? Chúng ta có biên dương. Chúng ta có tại t bằng 0 vật ở biên dương. Đây, tại t bằng 0 vật ở chỗ này, đúng không? Và bắt đầu đi theo chiều âm. Đấy. Và chúng ta quan tâm tới trạng thái đây là vật qua vị trí cân bằng. Vị trí bằng đây. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là cứ một chu kỳ. Một chu kỳ là như nào? Đấy, một chu kỳ là vật đi từ biên dương về biên âm rồi lại quay lại biên dương là một chu kỳ. Đúng chưa? Đây là một chu kỳ. Đấy, đấy là một chu kỳ dao động của vật. Và chúng ta thấy rằng trong một chu kỳ thì vật đi qua vị trí cân bằng là 2 lần. Đúng chưa? Thế nên là chúng ta sẽ tách như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ tách nào? À, chúng ta sẽ tách cái số lần là 2017 thành số chia hết cho 2 gần nhất, đúng không? Ở đây là một chu kỳ qua một lần, trạng thái ở đây, nên chúng ta tách thành số chia hết cho một gần nhất. Còn bài này là tách thành số chia hết cho 2 gần nhất. Vậy thì 2017 chúng ta sẽ tách thành 2016, số chia hết cho 2 là số chẵn cộng với 1, đúng chưa? Và từ đây chúng ta suy ra khoảng thời gian mà vật cần thực hiện kể từ t bằng, xin lỗi, đây không phải t bằng 0 mà t bằng 1/3 giây, sẽ là để đi được 2016 lần đầu tiên này, rất đơn giản, một chu kỳ đi qua 2 lần, thế nên chúng ta chia cho 2 và ra 1008t. Chỉ cần 1008 chu kỳ thì vật đã đi qua cái trạng thái mà chúng ta yêu cầu đây, đi qua vị trí cân bằng 2016 lần rồi, cứ một chu kỳ đi qua 2 lần, đúng không? Và vật lại quay lại trạng thái tại thời điểm chúng ta kể t bằng 1/3 giây ở vị trí biên dương, đúng chưa? Bây giờ vật đang ở biên dương rồi, phải đi thêm một lần nữa, có nghĩa là tới vị trí cân bằng. Vật đi như nào? Từ đây đây luôn, đúng không? Và rõ ràng đi thêm một lần nữa là t trên 4. Đấy, và chúng ta tính được delta t ra, và chúng ta kết luận thời điểm mà chúng ta cần tìm t phải. Các em nhớ là nó bằng t thời điểm chúng ta kể cộng với khoảng thời gian tính từ t mà vật cần thực hiện để đi đủ số lần đó. Và bài này chúng ta có t bằng 1/3 giây nhá, khác bài trên rồi. Đấy, bạn nào mà kết luận luôn cái delta t này thời điểm là sai béng luôn này, đúng chưa? Làm ẩu như thế, làm ẩu không đúng. Hy vọng rằng là qua ví dụ A, ví dụ B, các em đã hiểu được cái phương pháp giải trong dạng bài này của chúng ta, đúng không? Thế chúng ta làm thêm ví dụ C, ý C của ví dụ 1 nữa là chúng ta sẽ hiểu nữa nhá. Ý C của ví dụ 1: kể từ t bằng 0, vật cách vị trí cân bằng 4 căn 2 cm lần thứ 2016 ở thời điểm nào? Đấy. Chúng ta lưu ý rằng ý A, một chu kỳ vật đi qua trạng thái người ta kể là một lần. Ý B, vật đi qua trạng thái người ta kể vị trí cân bằng này, một cái vị trí gì đấy, là 2 lần, đúng không? Còn ý C này chúng ta xem trong một chu kỳ vật đi qua những cái trạng thái mà người ta yêu cầu đây là bao nhiêu lần nhá. Xem phải là 3 không? Chưa chắc phải là 3, đúng không? Chúng ta có t bằng 0. Thời điểm kể chúng ta không làm lại nữa, lấy luôn ở A này, vật ở vị trí trừ a trên 2 và đi theo chiều âm. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ cái diễn biến dao động của vật. Đây là vị trí cân bằng, biên âm, biên dương. Đấy. Tại t bằng 0, vật ở vị trí trừ a trên 2 và đi theo chiều âm, đúng không? Đây là chính là t bằng 0. Thế chúng ta thấy là trong một chu kỳ vật sẽ thực hiện diễn biến dao động như này. Đúng chưa? Đấy là một chu kỳ dao động. Và vật lại quay lại trạng thái cũ. Thế chúng ta thấy rằng là
Ở đâu thì vật cách vị trí cân bằng là 4 căn 2? À, đó là vật của chúng ta có ly độ cộng trừ a căn 2 trên 2. Hay nói khác, độ lớn của ly độ là bằng a căn 2 trên 2. Cách vị trí cân bằng nghĩa là cả hai bên âm và dương đều như nhau. Hai vị trí chúng ta quan tâm đây. Đúng chưa? Trừ a căn 2 trên 2. Và đây. Đúng không? A căn 2 trên 2. Đấy. Hai vị trí này đều cách vị trí cân bằng một đoạn, đó là a căn 2 trên 2, hay nói khác là 4 căn 2 cm. Đây là trừ a căn 2 trên 2. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí đây. Chúng ta thấy rằng trong một chu kỳ này vật đi qua những trạng thái là bao nhiêu lần? Dương này. À 4 lần. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4, đúng không? Và lại trở lại trạng thái tại thời điểm chúng ta kể t bằng 0, trừ a trên 2 đi theo trừ âm. Vậy chúng ta thấy rằng là trong ý C này, một chu kỳ vật đi qua trạng thái mà chúng ta nêu ra đây là 4 lần. Vậy chúng ta sẽ tách. Bước tiếp theo chúng ta tách khéo léo 2016 thành số chia cho 4 gần nhất với số đó, không lấy chính số đó. 2016 là chia cho 4 nhưng chúng ta không lấy nó. Chúng ta chỉ lấy bao nhiêu thôi? 2012. Số chia hết cho 4 là số có hai chữ số tận cùng chia hết cho 4, đúng không? 12 chia cho 4 cộng 4. Đấy. Được chưa? Và chúng ta suy ra khoảng thời gian mà vật cần thực hiện ở đây, delta t sẽ là bằng 2012 lần thì chỉ cần mất 503 chu kỳ thôi. Bởi vì cứ mỗi một chu kỳ là đi qua 4 lần. Thế nên 503 chu kỳ là đi qua 2012 lần rồi. Và lại quay lại trạng thái tại t bằng 0. Qua vị trí trừ a trên 2 và đi theo chiều âm. Bây giờ đi thêm được 4 lần nữa thì chúng ta tô đậm lên này. 1 lần, 2 lần, 3 lần và 4 lần. Đúng không? Đủ rồi. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta không tách thành 2016 luôn. Bởi vì 2016 nếu như làm như thế này thì mất 504 chu kỳ T. Kết quả như thế là sai. Đúng không? Vật không cần thực hiện một chu kỳ nữa mà vẫn đi đủ 4 lần còn lại. Được chưa? 4 lần cuối này chỉ cần mất bao nhiêu thôi? Từ đây đây là T trên 6. Đúng không? Đấy. Đến biên âm rồi. Từ biên âm tới biên dương là T trên 2. Từ biên dương quay về A căn 2 trên 2 là T trên 8. Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được thời điểm chúng ta cần tìm. Bằng thời điểm chúng ta kể cộng với delta T. Thời điểm chúng ta kể ở đây là T bằng 0. Đúng không? Thế nên là T phải bằng delta T luôn. Ok. Thì hy vọng qua ví dụ 1 này các em đã hiểu được cái phương pháp làm bài của chúng ta ở dạng này, đúng không? Các em có thể đến với ví dụ số 2 để hiểu rõ hơn một chút nữa nhé. Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ 2. Bài cho chúng ta một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 2 pi t trừ pi trên 3. Phương trình chuẩn tắc rồi, không được chuyển đổi gì cả, đúng không? Ý A người ta hỏi chúng ta đó là kể từ t bằng 23/6 giây, vật cách vị trí cân bằng 10 cm. Lần thứ 10 thì tại thời điểm nào? À, có vẻ như là nó giống bài trước à? Ví dụ như là chúng ta thấy là cái ý C của ví dụ 1 cũng là cách vị trí cân bằng đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là một chu kỳ đi qua 4 lần. Và chúng ta xem cái ý A này có phải qua 4 lần không nhá. Nhiều bạn lại cứ nhìn thấy cách vị trí cân bằng một đoạn nào đấy là cứ một chu kỳ qua 4 lần là sai đấy. Lúc nào nghĩ thấy là sai đấy. Chúng ta phải để ý khoảng cách này lúc này đúng bằng biên. Đúng không? Muốn làm thì trước tiên là chúng ta cần xác định trạng thái tại 23/6 giây đã. Tại thời điểm t bằng 23/6 giây thì pha dao động của vật là, em tự tính ra cho thầy nha, là chúng ta có 23/6 × 1/3 và chúng ta có một cái pha trùng, phải tính luôn pha trùng đây, đúng không? Rồi viết luôn không các em lại bảo này không tính ra được. Pha chúng ta tính ra được là 22 pi chia cho 3 và ra được pha trùng ở đây chính là trừ 2 pi chia 3 bằng cách chúng ta trừ đi 8 pi, đúng không? Trừ đi 8 pi và do đó vật đang ở vị trí trừ a trên 2 với pha là trừ 2 pi trên 3. Pha âm thì vật đang đi theo chiều chiều dương. Được chưa? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ cái trục dao động của vật ra và xem trong một chu kỳ
vật của chúng ta đã đi như nào, đi qua cái trạng thái mà chúng ta cần tính trong bài bao nhiêu lần, đúng không? Chúng ta có đây chưa? Rồi t bằng 0, vật ở vị trí xin lỗi, t bằng 23/16 giây, vật ở vị trí trừ a trên 2 đây, trừ a trên 2 và đi theo chiều chiều dương. Đấy. Vật ở đây đi theo chiều dương, em nhớ nhá, đây là thời điểm bao nhiêu, t bằng 23/6 giây, chứ không phải t bằng 0 đâu nhá, không phải lúc nào t bằng 0 đâu. Điểm kể này có thể bất kỳ, và chúng ta thấy là một chu kỳ dao động và đi như này, và đi đến biên dương đúng không, rồi lại quay lại biên âm. Được chưa? Đó, và diễn biến dao động như vậy. Và chúng ta thấy rằng nó đi tới hai vị trí này là cách vị trí bằng 10 cm, đúng là ở hai biên luôn, đúng không? Và chúng ta thấy rằng trong một chu kỳ, vật của chúng ta đi qua biên hai lần, biến âm một lần, biên dương một lần. Đúng chưa? Vậy thì số lần đây là 2 chứ không phải là 4. Nhiều bạn cứ nhìn thấy rằng là vật đi qua những vị trí cách vị trí bằng một đoạn bao nhiêu đấy là coi là 4 là chết rồi, đúng chưa? Phải nhìn kỹ, đọc kỹ đề bài, phân tích cho nó rõ ràng ra. Và do đó mà chúng ta sẽ tách số lần đây là 10. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tách số lần ở đây là 10 sẽ là bằng số chia hết cho 2 gần nhất với nó, số 8, không lấy chính số đó, đúng không? Và chúng ta suy ra khoảng thời gian mà vật cần thực hiện sẽ là để đi được 8 lần đầu tiên chỉ mất 4 chu kỳ t thôi. Cứ mỗi chu kỳ thì đi qua 2 lần. Và vật lại quay lại trạng thái. Đấy, một chu kỳ đây. Vật lại quay lại trạng thái tại t bằng 23/6 giây, đi qua trừ a trên 2 và đi theo chiều dương. Bây giờ cần đi thêm 2 lần quyết định, 2 lần cuối cùng, đúng không? Thì đây, vẽ cho đủ là xong. Đủ rồi. Lần 1, lần 2, biên dương rồi đến biên âm, đúng không? Và dĩ nhiên theo trục phân bố thời gian thì cái đoạn bên trên này là t trên 3, đoạn bên dưới là t trên 2, quá nhẹ nhàng. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ kết luận được thời điểm mà chúng ta cần tìm, t phải sẽ bằng thời điểm mà chúng ta bấm giờ, người ta bấm giờ đúng không, cộng với khoảng thời gian mà chúng ta quan sát nó phải đi để thực hiện được số lần trong bài. Và t đây là bằng bao nhiêu, 23/6 giây. Delta t thì ta tự tính ra cho thầy, t đây là 1 giây, được chưa, tự tính cho thầy nhá. Rồi chúng ta làm xong ý a ý b này. Kể từ t bằng 43/12 giây, vật cách vị trí cân bằng 5 cm và có xu hướng chuyển động ra xa vị trí cân bằng lần thứ 16 tại thời điểm nào, đúng không? Vậy cách làm vẫn như cũ, thời điểm chúng ta kể ở đây là 43/12 giây, cần xác định trạng thái, có nghĩa rằng chúng ta cần xác định pha dao động tại 43/12 giây. Tại 43/12 giây thì pha dao động sẽ là omega t cộng phi 2 pi nhân với 43/12 trừ đi pi trên 3 ra 41 pi trên 6. Cái này lớn hơn pi rồi, đổi ra pha trùng đi. Thằng này xấp xỉ 6,8333. Chúng ta trừ đi chẵn pi là 6 pi và ra 5 pi trên 6. Với pha 5 pi trên 6 thì vật của chúng ta đang ở vị trí tại t bằng 43/12 giây và đang ở vị trí trừ a căn 3 trên 2 và đi theo chiều âm, đúng chưa? Trục phân bố thời gian cho chúng ta biết như vậy. Xin lỗi, đường tròn pha cho chúng ta biết như vậy. Bây giờ chúng ta kể diễn biến dao động của vật trong một chu kỳ tính từ thời điểm t bằng 43/12 giây ra, xem trong một chu kỳ thì vật đi qua trạng thái của bài yêu cầu bao nhiêu lần. Đấy, chúng ta có biên âm, biên dương. Tại t bằng 0, vật ở vị trí trừ a căn 3, xin lỗi, tại t bằng 43/12 giây, vật ở vị trí trừ a căn 3 và đi theo chiều âm, đúng không? Đây, vị trí của nó đây, tại t bằng 43/12 giây, đấy, trừ a căn 3 trên 2. Chúng ta nhận thấy rằng trong một chu kỳ vật nó thực hiện dao động như này,
một giai đoạn tân phân. Đấy. Và chúng ta cần nó đi qua cái vị trí, những vị trí cách vị trí bằng 5 cm. Có hai vị trí cách vị trí gần bằng 5 cm, tức là a trên 2. Đó là trừ a trên 2. Cũng cách vị trí gần bằng 5 cm. Và vị trí a trên 2 cũng cách vị trí bằng 5 cm. Đúng chưa? Đấy, thế nên là một chu kỳ nó đi qua những cái vị trí này là 4 lần. Thế nhiều bạn ốp luôn. Một chu kỳ đi qua 4 lần và tách luôn, thế là sai bét ngay. Phải đảm bảo nữa đó là vật phải chuyển động ra ra xa vị trí cân bằng. Có nghĩa rằng là vật ở vị trí a trên 2 và phải đi theo chiều dương thì mới ra xa được, đúng không? Còn nếu như vật ở vị trí ly độ trừ a trên 2, ly độ âm thì phải đi theo chiều âm thì mới ra xa được. Đúng không? Thế này một chu kỳ và dao động như thế này. Thì cái trạng thái mà chúng ta thấy là chỉ có hai thôi đây. Đi qua đây không được bởi vì đi theo chiều dương rồi. Không được, đúng không? Đấy. Đến đây đi theo chiều dương chưa? À được rồi. A trên 2 đi theo chiều dương ra xa vị trí bằng rồi, tăng lại, đúng không? Đây được không? Không được, lại gần vị trí bằng rồi. Đây được không? Được. Đấy, vậy chúng ta thấy trong một chu kỳ dao động như thế này, chỉ có hai trạng thái là thỏa mãn thôi, đúng không? Cách vị trí gần bằng 5 cm và đang chuyển động ra xa vị trí bằng. Vì vậy mà chúng ta thấy một chu kỳ vật của chúng ta tồn tại hai trạng thái mà cần đi qua. Do đó chúng ta sẽ tách số lần ở đây là 16. Thành số chia hết cho 2 gần nhất là 14 cộng với 2. Do đó khoảng thời gian mà vật cần thực hiện kể từ 43/12 giây đó là 7T. 7T là đi được 14 lần. Và quay lại trạng thái tại 43/12 giây ở vị trí trừ A trên 2. Xin lỗi, trừ A căn 3 trên 2 và đi theo chiều âm. Và bây giờ chúng ta cần vật nó đi thêm 2 lần, 2 trạng thái nữa. Đúng không? 2 lần cái trạng thái mà bài yêu cầu nữa đây. 1 và 2, đúng không? Và do đó chúng ta sẽ có cộng với từ đây đây là bao nhiêu? T trên 12 trừ A căn 3 trên 2 tới biến âm này. Từ biến âm về biến dương luôn đi, cộng với T trên 2, đúng không? Từ biến dương về vị trí trừ A trên 2, T trên 3, được chưa? Và các em tự tính ra cái đen T này thôi. Đây chỉ là khoảng thời gian tính từ 43/12 giây thôi. Còn thời điểm cuối cùng mà chúng ta cần tính toán ấy, T phải sẽ là bằng thời điểm chúng ta kể cộng với khoảng thời gian vật cần thực hiện. Đấy chưa? T đây là bằng 43/12. Đừng có quên. Nhá. Và delta T các em tính ra đây, cộng vào cho thầy. Tự tính đi. Thì đấy là ví dụ số 2 của chúng ta. Chúng ta đến với ví dụ số 3. Thực chất đây là một cái ví dụ nó ngược lại với ví dụ 1, ví dụ 2. Tuy nhiên thầy vẫn xếp nó vào cái dạng bài này của chúng ta. Vì phương pháp giải nó là như nhau. Chúng ta có thể coi ví dụ 1, ví dụ 2 ngược ví dụ 3 này nhé. Người ta hỏi chúng ta như sau này. Cho phương trình dao động của vật rồi. Chuẩn tắc rồi. Ý A, ý B người ta hỏi kiểu như này. Kể từ T bằng 0 cho tới thời điểm T phẩy bằng 20/3 giây. Thì vật qua cái vị trí ly độ 3 cm bao nhiêu lần. Đấy. Rõ ràng đây là bài toán nó ngược lại với ví dụ 1, ví dụ 2. Hay là cái dạng này của chúng ta, đúng không? Dĩ nhiên những bài toán ngược kiểu này thì ít thi hơn. Thế tuy nhiên là chúng ta cứ phải nêu ra với nhau để cho chúng ta nhớ nhá. Thế ở đây cách giải chúng ta vẫn tương tự. Chúng ta vẫn sử dụng phương pháp làm đó là tính trạng thái, xác định trạng thái của vật tại T bằng 0. Chúng ta thấy tại T bằng 0 thì pha dao động của vật, pha ban đầu là bằng T trên 3. Có nghĩa rằng là vật ở vị trí A trên 2 và đi theo chiều âm, đúng không? Lập tức chúng ta có thể vẽ diễn biến dao động của vật ra trên trục ux. Tại T bằng 0, vật ở vị trí A trên 2 và đi theo chiều âm. Đây. Vẽ hàng xuống dưới cho dễ nhìn. Đấy. T bằng 0 vật ở đây. Thế bây giờ đến thời điểm từ T bằng 0 đến thời điểm 20/3 giây thì vật của chúng ta đi qua vị trí này bao nhiêu lần? Vậy chúng ta làm như nào? À, đây là một bài toán ngược nên chúng ta sẽ làm ngược đi. Chúng ta sẽ thấy rằng khoảng thời gian mà vật đã thực hiện diễn biến dao động ở đây đó là delta T bằng delta T. Bước số 2 chúng ta sẽ lại tính delta T chứ không phải là tách cái số lần, đúng không? Bởi vì làm gì có số lần đâu. Tính delta T ra, khoảng thời gian mà vật đã thực hiện dao động ở đây đó là 20/3 giây. T phải trừ T. 20/3 giây. Chúng ta hãy xem 20/3 giây
tính theo chu kỳ T, chúng ta sẽ tách thành nguyên lần của chu kỳ T ra gần nhất, đúng không? Chu kỳ T của chúng ta đây là bằng 1 giây, đúng không? Thế nên chúng ta có 20 chia cho 3, 20 chia 3 bằng, chúng ta sẽ tách ra thành 6T cộng với 2T chia cho 3. Đúng chưa? Chúng ta thấy rằng là cái vị trí mà vật cần đi qua đó là 3cm. 3cm ở đâu? Đây này. Đấy, 3A chia 4. Đúng không? Và chúng ta thấy rằng là trong một chu kỳ vật đi như này. Đấy, rồi lại quay lại. Từ biên âm lại quay lại vị trí biên dương rồi quay lại vị trí cũ. Đó. Và chúng ta thấy rằng là trong một chu kỳ như thế này, thì vật của chúng ta nó đi qua cái vị trí 3cm, đi độ 3cm 2 lần. Nói chung cứ đi qua một vị trí không phải biên trong một chu kỳ là 2 lần, đúng không? Vậy chúng ta suy ra số lần. Suy ra số lần sẽ là bằng, cứ một chu kỳ đi qua 2 lần, đúng không? Thế nên là 6 chu kỳ đi qua 12 lần. Và vật lại quay lại trạng thái tại thời điểm T bằng 0, thời điểm mà chúng ta liệt kê trước đây, đúng không? Vậy thì đi nốt 2T trên 3 thì vật sẽ thực hiện diễn biến dao động như nào? 2T trên 3 theo trục phân bố thời gian chúng ta sẽ thấy rằng nó như thế này. Từ đây đến đây là T trên 3, đúng không? Đấy. Từ đây quay lại đây nữa là một T trên 3 nữa, đúng là 2T trên 3. Và chúng ta thấy rằng là trong 2T trên 3 này thì vật không đi thêm, 2T trên 3 này thì vật không đi thêm được một cái lần nào nữa ở cái vị trí này, đúng không? Chúng ta dòng xuống chúng ta thấy. Vậy thì 2T trên 3 này không được lần nào. Vậy thì tổng số lần mà chúng ta cần xác định đó là 12. Yeah. Được chưa? Chúng ta đến tiếp với ý B. Ở đây chúng ta làm tương tự là thời điểm T bằng 2,5 giây chúng ta cần xác định trạng thái dao động. Đúng không? Muốn xác định được trạng thái dao động thì chúng ta xác định pha dao động tại 2,5 giây ra bằng 2 là 5 cộng với 1 chia 3. 16 pi chia 3. Đây sẽ trùng với pha nào nhỉ? Chúng ta trừ đi 6 pi, trùng với pha trừ 2 pi trên 3. Tức là vật ở vị trí trừ A trên 2 và đi theo chiều dương tại cái thời điểm 2,5 giây này, đúng không? Bước số 2, chúng ta sẽ tách ra nhá. Có thể vẽ hoặc là tách trước đều được, ở đây tách đi. Đó là khoảng thời gian mà vật cần thực hiện dao động kể từ 2,5 giây sẽ là T phẩy trừ đi T là sẽ bằng 7 trừ đi 2,5, 4,5 giây. Đúng không? 4,5 giây là chúng ta thấy là bằng 4T cộng với T trên 2. 4T cộng T trên 2. Thế thì 4T cộng T trên 2 thì vật của chúng ta nó sẽ dao động như thế này kể từ 2,5 giây. Đây là vị trí cân bằng. Đây là biên âm, biên dương. Tại T bằng 2,5 giây, vật ở vị trí trừ A trên 2 và đi theo chiều dương đây. Trừ A trên 2, đi theo chiều dương. Đúng chưa? Đây là chính là T bằng 2,5 giây. Đấy, chúng ta thấy rằng là sau 4T dao động, 4 chu kỳ dao động, thì vật của chúng ta nó đã đi qua cái vị trí mà chúng ta cần xác định đây là bao nhiêu lần. Vật cần đó là cách vị trí cân bằng 1cm. Vật cách vị trí bằng 1cm là hai vị trí này. Đúng không? Trừ A trên 4 và A trên 4. Đấy. Thế nên chúng ta thấy rằng là đây đánh dấu vào đây, một chu kỳ đi qua 4 lần. Một chu kỳ đi qua 4 lần. Và sau 4 chu kỳ thì nó đã đi qua được số lần là, số lần đây sẽ là 16 lần rồi. Cộng thêm nữa, sau 16, sau 4 chu kỳ thì nó lại quay lại trạng thái ở đây, đúng không? Trừ A trên 2 và đi theo chiều dương. Sau T trên 2 thì vật nó đi như này. T trên 2 dùng trục phân bố thời gian, đúng không? Đấy. Vật đi từ trừ A trên 2 cho tới biên dương là T trên 3. Đấy. T trên 3, xin lỗi không đến đây. Về gì chứ? Về A trên 2. Cộng với T trên 6. Đúng là T trên 2, đúng không? Đoạn này là T trên 3 này. Đấy, thế nên là T trên 2, cái khoảng thời gian lúc cuối mà nó dao động sẽ là đi như này.
Và rõ ràng là chúng ta thấy nó đi qua cái vị trí này được thêm một lần nữa. Vị trí này được một lần nữa. Đúng không? A trên 4. Vậy chúng ta thấy rằng T trên 2 đi thêm được một lần nữa. Vậy thì tổng cộng chúng ta thấy số lần đi được cần tìm là 17 lần. Đấy. Và đây là ý cuối cùng trong bài giảng của chúng ta ngày hôm nay. Nói chung là chúng ta thấy rằng là nó có phương pháp giải cả. Đúng không? Thế kể cả là dạng 1 đọc đồ thị viết phương trình lao động, hay dạng 2 xác định thời điểm mà vật của chúng ta lặp lại trạng thái xác định lần thứ k rất lớn nào đấy, chúng ta làm ok. Hoặc kể cả những ví dụ 3 này, một bài toán ngược tuy ít gặp nhưng mà nếu như gặp chúng ta cũng có thể xử lý được bằng cách làm nó cũng tương tự như thế thôi. Đều lợi dụng cái tính chất là một chu kỳ vật đi qua cái trạng thái mà bài yêu cầu bao nhiêu lần đấy, rồi chúng ta sẽ vẽ diễn biến dao động của vật trong cái khoảng thời gian còn lại nếu như gặp ví dụ 3 này, được không, và xem nó đi thêm được lần nào nữa không, và chúng ta kết luận. Thì thầy nhắc lại là ví dụ 3 này là hiếm gặp nên là cái dạng bài này các em có thể không trọng tâm cũng được, ok không sao. Nhưng mà tốt nhất các em về nhà cứ hoàn thành tất cả những cái bài tập tự luyện mà thầy đã giao cho các em thì chúng ta sẽ ok rồi nhá. Vậy chúc các em có bài học tốt và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Xin chào các em.